giáo xứ Bút Đông, giáo phận Hà Nội, tọa lạc tại thôn Đông Nội, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nay là phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Xưa kia, Bút Đông thuộc xã Trác Bút, nằm bên bờ sông Thiên Mạc, có hình chiếc bút sung thiên. Nhắc đến Trác Bút, người xưa thường ca ngợi mảnh đất trù phú với gần 2.000 năm lịch sử. Thiên Mạc, Giang Hề, Trác Bút Trang, cung đình Thiên Cổ, thị huy hoàng, quận thần thị lập giai oanh liệt, thủy liễu dương dương, tại điển hàn. Cách đây gần 3 thế kỷ, đạo Công giáo đến vùng phố Hiến Kinh Kỳ thuộc tỉnh Hưng Yên, bên cạnh con sông Hồng Hà. Từ đó xuất hiện địa danh Bút Đông, khởi đầu tạo dựng họ đạo là nhà Nguyện bằng tre nứa lá ở khu vực xóm Hòa Bình, tức Đồng Cồng xưa, nằm trên lô đất ông Hương Thác và ông Toàn Đỗ ngày nay. Lúc đó là họ đạo trực thuộc xứ Bái Vàng. Sau khi họ Bút Đông xây dựng được nhà thờ gỗ làm theo kiểu Á Đông, khánh thành năm 1883, cha Cố Huy làm giám quản, ngài xin bề trên để họ Bút Đông được thành lập giáo xứ Bút Đông năm 1903 và nhận tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm quan thầy. Nhà thờ Bút Đông khởi công vào năm 1914. Cha Phêrô Trần Hoằng mới chuyển về làm phó sứ được một năm, năm 1913. Ban hành giáo lúc đó đứng đầu là cụ Chánh Điểm và cụ Trùm Tuyển. Việc khởi công bắt đầu là việc đổi đất của 4 gia đình để quy hoạch khuôn viên nhà thờ. Cụ Kính, cụ Lý Liên, cụ Sức, cụ Khoa Quân chuyển 4 thửa đất đổi cho các cụ ra phía sau nhà thờ. Hiện nay là nhà cụ Mậu Quân, cụ Căn Kỳ, cụ Inh Sách. Ao hồ nhà xứ hiện nay trước đây là ao, cừ, đầm lầy, cỏ mọc tùm hoang hóa. Bờ hồ phía đông là cái ngả đi vào xóm nhỏ, đi lại thành đường bậc thang lầy lội. Móng nhà thờ đào sâu khoảng 2,5 mét, cọc từ móng, các cụ dùng bằng tre, bương, luồng. Vồ đóng cọc, các cụ thiết kế bằng loại gỗ nặng, dùng dòng dọc kéo lên thả xuống. Riêng phần móng để xây 2 tháp cao có tải trọng lớn, nên ngoài việc đóng cọc bằng tre, bương, luồng, các cụ còn trải bè bằng các phiến gỗ lim ngang dọc liên hoàn lên toàn bộ khu móng 2 tháp. Đá để xây móng và nung vôi, các cụ mua ở Kiện Khê, thuê thuyền trở về Bãi Hống, rồi chia cho nhân danh, tức nhân khẩu bây giờ của cả làng, tính theo phu phen vận chuyển về. Về diện tích đất của giáo xứ Bút Đông, lúc đó có 20 mẫu ruộng chuyên canh trồng lúa, gồm 2 nơi: phía đông cửa nhà thờ, tức bên phía đền ông Thánh Giuse, có 8 mẫu; phía tây cửa nhà thờ có 12 mẫu. Đền Thánh Giuse hiện nay có lịch sử từ năm 1900. Lúc đầu, ngôi đền được xây bằng nhà tranh vách gỗ. Đến năm 1937, đền thánh được xây dựng lại theo kiến trúc 5 tháp tròn giống tòa thánh La Mã. Đến năm 2003, được đại trùng tu và khánh thành năm 2004 với sự khang trang to đẹp. Được sự quan tâm của cha xứ, hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Bút Đông, ngôi đền càng được mở rộng, khang trang và trở thành nơi cho rất nhiều người đến xin ơn Thánh Giuse. Để có được ngôi nhà thờ khang trang hiện nay, người không thể không nhắc đến đầu tiên là cha Phêrô Trần Hoằng. Cha là người có công lớn trong việc xây cất nhà thờ 2 tháp xứ Bút Đông. Cha sinh năm 1875, quê ở Công Xá Lý Nhân, Hà Nam, thụ phong linh mục năm 1911 ở Kẻ Sở. Ngài coi sóc xứ Sở Hạ được một năm. Đến năm 1913 thì bề trên chuyển về làm phó xứ Bút Đông. Cha qua đời năm 1929, phục vụ giáo xứ Bút Đông được 17 năm và hưởng dương 54 tuổi. Trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển đến nay, giáo xứ Bút Đông có trên 4.000 nhân danh, phân bổ trên 9 giáo họ trực thuộc và các giáo bút.
Trong 200 năm giáo xứ hình thành và phát triển, đã có nhiều biến cố thăng trầm theo dòng lịch sử và bối cảnh của dân tộc, đất nước. Kể đến là biến cố năm 1954, khi nhiều giáo dân di cư vào miền Nam Việt Nam, khiến cho cộng đồng giáo dân khi ấy ít về số lượng lại càng trở thành xứ đạo nhỏ bé. Hay bối cảnh khi ấy số lượng linh mục không nhiều, việc coi sóc giáo dân khó khăn cách trở. Một linh mục phải kiêm nhiệm coi sóc nhiều giáo xứ giáo họ, nên việc tham dự cầu nguyện trong các thánh lễ của giáo dân bị hạn chế. Ấy là còn chưa kể đất nước trải qua chiến tranh và loạn lạc. Tuy nhiên, xuyên suốt trong 200 năm ấy cũng là khoảng thời gian trọn vẹn và đầy tình thương của Thiên Chúa. Ngài ban muôn vàn ơn lành đến với giáo xứ, các giáo bút và toàn thể giáo dân. Hồng ân ấy được cụ thể qua việc từ khi hình thành giáo xứ, bề trên giáo phận luôn luôn quan tâm và đặt để các cha xứ coi sóc giáo xứ Bút Đông. Cho đến năm 2012, do ảnh hưởng của thời tiết, chiến tranh, ngôi nhà thờ nhiều phần bị xuống cấp trầm trọng, đặc biệt phần ngói nhà thờ trên tường nhiều vết nứt. Đứng trước tình hình đó, cha nguyên chính xứ Giuse Vũ Ngọc Ruẫn, hội đồng mục vụ giáo xứ và toàn thể giáo dân trong xứ đã tiến hành đại trùng tu phần thân nhà thờ. Phần hai tháp và nền móng vẫn giữ nguyên. Đến năm 2015, việc trùng tu hoàn thành và ngôi nhà thờ nguy nga linh thiêng được hoàn tất. Ngày 5 tháng 11 năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã cung hiến nhà thờ khang trang và đẹp đẽ như ngày nay. Nếu nói đến quê hương Bút Đông là nơi địa linh nhân kiệt thì chưa hẳn là được, nhưng cũng rất đáng tự hào trên mảnh đất quê hương bình dị này đã sinh ra cha thánh Luca Vũ Bá Loan, hai đấng tử đạo là cha Gioan Bautista Trịnh Văn Quy, cha Phêrô Nguyễn Văn Thư. Bút Đông còn là nơi cha thánh Ven ẩn náu hơn 3 năm trong thời kỳ Bách Hại. Giáo xứ Bút Đông cũng đã dâng cho giáo hội nhiều ơn gọi, trong đó có Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, ba đức giám mục là Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực và Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức. Ngoài ra còn có trên 80 linh mục và nhiều nam nữ tu sĩ. Hiện nay, cộng đồng giáo dân giáo xứ Bút Đông không chỉ sinh hoạt đời sống đức tin nơi sở tại, mà còn sinh hoạt đức tin tại nhiều nơi trên mọi miền của Tổ quốc, nơi mà họ lao động, công tác. Với ý nghĩa nhắc nhớ về cội nguồn của mình, nơi mà hết thảy mọi người cùng yêu thương gắn bó, và bất kể nơi nào họ đến cũng mang theo truyền thống một tâm tình sống hiền hòa, tốt đạo, đẹp đời. Cùng với các ngày lễ, các hoạt động tôn giáo chung của giáo hội, giáo xứ Bút Đông còn có những ngày lễ quan thầy, mà cụ thể là lễ Đức Mẹ Mân Côi, các ngày lễ quan thầy của các giáo bút, các ngày lễ bổn mạng đoàn hội và các ngày kỷ niệm khác. Tự chung lại, hết thầy đều chung lời ngợi ca chúc tụng Thiên Chúa và nguyện xin ơn bình an đến cho mọi người, cho giáo xứ, cho đất nước. Trong tình yêu của Thiên Chúa, cha xứ và giáo dân giáo xứ Bút Đông luôn yêu thương, gắn bó hiệp nhất cùng nhau, vượt qua những khó khăn của cuộc sống trần thế. Ở nơi giáo xứ này, thật đặc biệt khi Bút Đông là một xứ đạo toàn tòng với 100% dân số trong thôn đều là Kitô hữu. Mọi người đoàn kết, gắn bó và chia sẻ cùng nhau trong đời sống đức tin và nề nếp trong đời sống xã hội. Giữa họ nhà xứ và các giáo bút cũng có sự gắn kết đặc biệt, không chỉ cùng nhau thông công các giờ cầu nguyện chung, thánh lễ, mà mỗi khi nơi này có việc lớn như xây cất trùng tu thánh đường thì giáo dân nhà xứ và các giáo bút lại cùng nhau chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần để động viên nhau gắng sức hoàn thành những công trình phượng thờ đấng chí tôn. Kế thừa di sản đức tin của cha ông để lại và phát huy tinh thần cần mẫn chịu thương chịu khó, giáo xứ Bút Đông
đang hướng đến một tương lai sáng lạn trong đời sống Kitô hữu với đức tin, đức cậy và đức mến, với những lời nguyện cầu sớm tối và lời ca tiếng hát ngân vang trên thánh đường giáo xứ. Hơn 200 năm lịch sử hình thành và phát triển là hơn 200 năm hồng ân đong đầy. Với khoảng thời gian ngắn ngủi này, chẳng thể nào kể xiết những công lao của các đấng bậc, các vị tiền nhân, quý ân nhân đã dày công vun sới, nuôi dưỡng mảnh đất bút đông này. Những giây phút hiện tại lại càng không thể nào kể xiết được hồng ân tràn đầy của Thiên Chúa đã ban xuống nơi đây. Nhưng thời gian hiện tại và cả tương lai nhắc nhở chúng ta hãy luôn thành tâm tri ân các bậc tổ tiên và nguyện xin ơn Chúa soi sáng, gìn giữ, dẫn lối, chỉ đường để giáo xứ Bút Đông ngày càng lớn mạnh trong tình Chúa và tình người. Còn gì đẹp hơn khi những trang sử hào hùng được thêu dệt thành bản tình ca trường kỳ vang mãi trong tâm thức mỗi người dân Kitô hữu giáo xứ Bút Đông. Ước mong sao mỗi người trong giáo xứ Bút Đông chúng ta sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của truyền thống tốt đẹp ấy hôm nay và mãi mãi.